Ồ, các chị coi giùm em mẫu mới nè, xuất sắc không các chị? Mã này sẽ là D20101 nha. Và cái gam màu này là màu cam đào nha các chị. Nó xiên về cái màu nó hơi ngọt một xíu nè. Nhìn nó rất là nhẹ nhàng luôn. Nếu mà chị nào mình thích những cái tông màu trẻ nhưng mà mình không muốn mặc màu sáng quá thì có thể tham khảo cái màu cam mà em đang mặc trên người nha. Bộ này mã D20101, size từ 45 tới 75 kg, một trong những mã mới nhất của bên em trong năm 2024 này. Chị nào mình sắp tới có không? Dịp là mình mặc làm xui nè, hay là mình đi tiệc cưới, đi sự kiện á, thì các chị có thể tham khảo mẫu này. Hai tà áo của mình sẽ là một tà trước, một tà sau dáng A, và bên trong cũng là chân váy A luôn. Đối với mẫu này thì các chị mình không cần phải mặc kèm quần nữa. Và chất liệu ở đây em lên cho mình là vải lụa, lụa tầm ý nha các chị, mềm mịn mát, mặc lên có cái độ rũn nhẹ. Phải nói là nhìn dáng của mình rất là thon. Mẫu này các chị nào mình quan tâm á, thì chỉ cần để lại dấu chấm ở bên dưới bài viết, bên em sẽ tư vấn size số cũng như là báo giá cho mình ha.